chưa à? Chưa bao giờ. Dạ chưa. Dạ chưa. Dạ em hôn rồi. Chưa. Dạ chưa. Hôn má rồi. Dạ má thì rồi. Chắc là có. Dạ mới năm nay 15 tuổi. Dạ em hôn má bạn gái em là năm 17 tuổi. Dạ nói ra em 13 tuổi. Wow. Vài tháng trước rồi 17 tuổi. Dạ thì ngồi ở quán cà phê. Còn nhớ hương thơm nồng nàn, hương thơm ly cà phê đắng. Thì nói chuyện rồi tự nhiên người ta không phải. Nó là một cái tai nạn thôi, là cái bạn đó là bị bắt phải hôn em mới được mấy bạn khác tha cho, nên em mới là được hôn thôi. Dạ lúc đó hai đứa tan học và lúc đó là buổi tối và hai đứa gặp ở ngoài và rồi hôn má. Mỗi tình đầu là cơn mưa răng răng ngoài cửa lớp. Dạ em thấy nó cũng lạ lắm, tại vì chưa bao giờ được dạy chứ trước giờ là được má hôn, được ba hôn mà một người khác, mà em một người bạn mà hôn mình thì nó cảm giác lạ, ngại, thích. Dạ hơi vui và lạ. Em thấy người em nó hơi run run á, tại vì cũng là cái lần đầu tiên á, hơi sợ sợ, nó ghê ghê. Kiểu em không thích lắm. Dạ bình thường mà, tại vì khi mà hai người ta yêu nhau á, thì cái chuyện thể hiện tình cảm là đúng ra là nữ cũng phải nên chủ động hôn, tại vì nó là xuất phát từ cả hai người, chứ để anh em chủ động không thì cũng hơi kỳ, với lại cũng không đánh giá được gì nhiều đâu. Thấy bình thường. Em thấy nếu đó là cách thể hiện tình cảm thì em thấy cũng bình thường. Em thấy là hơi sợ, tại vì mình tự nhiên cái đi ra làm vậy, em thấy sợ, kiểu như em sợ mình bị hại hay là bị gì đó. Phụ nữ đó cũng rất là có phần táo bạo trong tình yêu, tại vì thường thì là người nữ thì sẽ muốn nam chủ động trước, nhưng mà nếu mà họ chủ động thì nó rất là giống như đặc biệt,